Sau này quay vlog. Bây giờ là 10:53 ngày 10. Sao? 10:53 ngày 13 tháng 1 2024. Bây giờ mình vừa mới dậy. Làm việc mệt quá bây giờ. Mới chợp mắt được chắc là hơn tiếng rưỡi. Chưa đến tiếng rưỡi. Thế là cũng group mình hành chào. Bây giờ mình sẽ quay lại hoặc mình xài group mình này trong tình trạng vừa mới. Không phải kiểu thật đông cái gì đâu, mình vừa mới chơi cục Rubik này kiểu cái cô mới ngủ dậy người chậm cực kỳ luôn ý. Mình vừa mới mó được văn phòng của cục Rubik mới chơi được. Từ hôm qua học Khánh Linh rất thích cháo để cho mình chơi. Khánh Linh là sếp của mình. Ui thế buồn ngủ vãi luôn á. Chơi mẹ siêu nhanh luôn á. Cái lúc dài có dơ lên không? Dơ giống ảo ma Canada quá. Dơ giống ảo ấy. Ủa? Nhưng mà thì tôi vừa say tôi thật. Má vừa ngủ dậy lag. Thế cứ mỗi lần vừa ngủ dậy là mình dậy. Đưa biệt, vlog đến đây là hết.